Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay là nhận được, đó chính là những một bộ máy cắt, đó chính là từ dòng mà các loại là DC60 nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó chính là Kubota DC60. Các bạn thấy không? Cái thẻ đó là máy đã mua DC60H về Gò Công Đông, Tiền Giang. Tổng cộng lại mua trị giá đó chính là 380 chục cành. Các bạn thấy không? DC60. Năm nay là một máy về huyện Gò Công Đông nha các bạn. Các bạn thấy cái chiếc là 60 về Gò Công Đông, Tiền Giang. Trị giá 380 chục cành. Thì năm nay sẽ máy đã mua đó chính là DC60H. Còn đây cái thẻ này. Rồi thấy không? Cái thẻ đó là DC60H các bạn. Thầy chạy nó là động cơ bông gien, thầy áo dài màu đen với cái đích hàm đây, băng tải nha. Mới lót rồi. Với cái hàm luôn, cái hàm cắt luôn. Với mũi mũi cái ghẻ luôn, với cái mua luôn, bộ e. Bây giờ sẽ mang đến cho trải nghiệm mua máy nha. Trị giá đó chính là 380 chục cành. Đó chính là máy đã mua DC60H. Chúng tôi những toàn bộ những các loại máy này về Tiền Giang sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị DC60 nha. Khoảng cách từ 2 mét trở lên thì còn với một cái chiếc bên đây với cùng bạn với cái chiếc là 68G. Nha các bạn, 68G thấy hỏng mới giáp rồi. Còn chiếc này ở đây 60. Đây là một máy về Gò Công Đông, Tiền Giang nha. Đây những mình xem xét toàn bộ mọi người. Những nguyên liệu ta cần những các loại cái máy từ dòng DC60. Thầy cái chân cẳng sexy, con lăn với một cái cánh quạt đặng cho bám bất sình lại. Cái bánh xích này cũng cỡ bài ngang trong tấc 75, xích 70. Xích 70 các bạn, đi lại cũng được. Còn thầy cái băng tải luôn, băng tải này hơn còn gì nữa đâu các bạn. Đây hồi nãy mới bảo dưỡng rồi, hồi nãy mới giáp mà những cái chiếc máy DC60 nha. Thầy cái nước sơn thầy mới còn bấm in thanh trắng tinh luôn. Cái nước sơn thì trắng tinh mà người ai cũng thích nước cái nước sơn này màu trắng tinh. Các bạn thấy nè, những chiếc máy DC60 trị giá đó chính là 380 chục cành. Máy đã mua đó là DC60H. Các bạn thấy không? Còn dưới đây cái hàm cắt rồi băm cuốn luôn chứ mộ có ghẻ luôn. Nghe mỏ vạch lúa đây, mỏ này hơn của 70. Cái này là mỏ ghiên các bạn, mỏ vạch lúa xài mỏ ghiên này. Cái này là sơn màu đỏ các bạn, hồi nãy không mới sơn rồi. Thì cái mua thầy trên đây với còn gì, bởi vì cái cắt nước này giống như cái này nè, cái cắt nước này á bây giờ giống như toàn bằng hơn các bạn. Cái thẻ đó nó chính là gì chưa nè, máy đã mua DC60H. Còn bữa nay là cái thẻ gì đó là về Gò Công Đông, Tiền Giang, mua trị giá là 380 chục cành. Mua cái chiếc này là DC60 nha. Đó là 60H các bạn, cái thẻ. Bạn đón xem nha, hôm nay chúng tôi là cần giúp một máy về Gò Công nha các bạn. Quả nên là xin như cái chúc quý vị năm nay chúc tươi, mọi người sẽ mọi người một máy Gò Công nha.
Rồi xong các bạn, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Trời ơi, xin chào em nha. Bữa nay cái thẻ này công ty là địa chỉ nha các bạn. Hôm nay là đó chính là công ty thương mại sản xuất áo dài Hoài Thi tại Miêu Dích áo dài. Năm nay là cái thẻ của công ty nha, địa chỉ nha các bạn. Năm nay cái nhà này đó chính là địa chỉ 168 quốc lộ 53, Gò Công Đông, Tiền Giang. Đây là con đường quốc lộ 53 tại cái bên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang nha. Đây là con đường quốc lộ 53 xe đang chạy. Thông qua có máy số điện thoại đó chính là 0916156557. Nhập mà mọi người cũng thích máy, nói chiếc nào nói chiếc đó nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.